Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe MTB Louis Gardner. Con xe này sườn nhôm, phục nhún nhôm, size 45. Group của nó thì hơi khủng, group của nó là Delre 3 đĩa 9 lít. Đấy, 3 đĩa 9 lít luôn. Tất tần tật đồ của nó là Delre hết. Từ group này, hàm thắng này, đó, rồi đùm trước đùm sau, nó tóm lại tất tần tật đều là Delre cực khủng luôn. Đây, đây bộ đầu của nó đây, bộ đầu nguyên bản của Louis Gardner nhá, đây, Louis Gardner này, đây, Louis Gardner, đó, Delre này. Nguyên bộ tay đè, bộ hạ tay thắng là Delre hết này. Đây. Quang nắng này, nó quang nắng nha các bạn. Phải phải bắt nét nó lại quang hơn. Đây, Delre nhá. Đây, hàm thắng đây. Delre nhá. Phục của Mỹ nhá. Đây. Phục Mỹ luôn. Đó. Đây phục của Mỹ mà Louis Gardner đặt hàng này. Đây, cái thương hiệu của Mỹ này. Đây nó có cái thương hiệu Louis Gardner này. Nó rõ ràng như vậy. Đó. Bắt nét. Đây Delre đây nha các bạn, Delre này. Đó, nó lóa nắng nó bắt nó không lên được đấy, Delre đó. Đó, đùm đây, đùm còn nguyên lồng cao su bảo vệ nhé. Đây mình nhấc cái ấy để cho bạn xem. Bên trong ti còn trắng bóc. Này đó, cực chất nhá. Ti như mới nhé, trắng bóc này. Ti bên kia cũng vậy nhé. Đấy, còn nguyên lồng đấy, cực chất. Đây, sườn đây đó. Đó. Cái tem Louis Gardner đây, tem Nhật đây nhá, tem Nhật nằm đây này. Các bạn nhìn cái màu tem thì biết rồi, không cần quay sát nữa. Đây, chữ chiếc hai bên sườn rất đẹp, còn đẹp như thế này, này. Đặc biệt là con này mà bác nào mà thích đồng bộ Delre thì nó đây, hội tụ đầy đủ đây, Delre nhá. Bắn nét lại xem, vẫn không bắn nét được. Đây, Delre này, giò đĩa Delre đây. Răng cỏ còn như mới nhé. Này, quan trọng cái răng của nó này. Này, răng này, như mới luôn. Đấy. Còn rất mới. Bộ rút này còn đẹp lắm. Này. Delre ha. Đó. Đây, Delre đây. Delre này. Lip này là lip Shimano Made in Japan ha. Made in Japan. Đây. Đùm trước đùm sau đều là Delre như này nhé. Đây vào đây cái góc trong này nó tối nó lên chữ được này. Đấy, Shimano này. Đó. Cực chất. Delre đây. Đó. Toàn bộ là Delre hết nha. Vỏ zin của nó đây, vỏ máy cày. Nhiều bạn mà chưa chạy cái dòng vỏ này bao giờ thì cứ nghĩ là nhìn nó gân guốc. Như thế này chắc chạy thì trên đường nhựa nó nặng lắm, nhưng mà chắc chắn là các bạn nhầm rồi ha, nhầm là chắc chắn, bởi vì cái vỏ này khi tiếp xúc trên đường nhựa, chạy trên đường nhựa chỉ được rất ít, gần như là có cái lằn này thôi, cái lằn này và cái này thôi đấy, cái lằn này và cái này này đấy, đó có ba cái này này là tiếp xúc với mặt đường thôi, cho nên nếu tính mà diện tích ma sát ấy, tiết diện mặt bề mặt ấy, nó cực ít, nó chạy rạt sướng lắm. Ngược lại khi chạy trên đường đất hoặc đường trơn thì độ bám của nó cực tốt. Đấy, zin của nó theo xe nhé. Việt Nam các bạn kiếm cái này không có đâu. Đây, đấy, nhìn thì rất là gân guốc như máy cày vậy. Đấy, nhưng mà nó chạy thì cực kỳ lợi ích, toàn bộ Delre hết này. Cầm trước sau inox
đùm trước sau đeo rê, group đeo rê. Đó. Đây, cực chất. Sơn đây, chữ đây. Đó. Vỏ trước cũng vậy luôn. Đây. Đấy, đồng bộ nhé. Vỏ zin, thương hiệu vỏ xịn, vỏ zin của nó. Không biết là thương hiệu gì, nó mờ mờ đây. Tóm lại là đồ zin toàn tập. Đẹp lắm. Con này sườn nhôm, phồng nhôm. Nhún còn hoạt động. Size 45. Size 45 nha các bạn. Size này khá phù hợp với nhiều người. Đại đa số người Việt. Đây, mình test cái chuyển động cho các bạn xem. Mà đồ đeo rê thì hoàn toàn yên tâm đi. Đồ đeo rê mà test cái ấy nó nhạy lắm. Test bộ chuyển động này nó ngon lắm. Đây. Đây nha. Đây, các bạn nhìn nhé. Bắt đầu nó ở cái clip clip số 9 nhé. Cái này là 9 clip nha các bạn. Clip này là clip cũng đi theo bộ group luôn nha. Cũng là clip của Gia Băng luôn. Group này là group Gia Băng hết. Group Nhật đấy. Rồi đây này. Đó, này. Các bạn nhìn thấy clip cái sên nó lên nó ngọt à. Cực ngọt. Xích cuộn rất đẹp. Đấy. Nhìn cái bởi vậy là tại sao mà cái đeo rê nó đẳng cấp là vậy. Nó lên rất ngon này. Đấy. Ok. Đó, sang cái đĩa nha. Đấy, clip thế lên ngon không? Đĩa này. Đĩa cũng cực ngon luôn. Đĩa là toàn bộ là đeo rê mà. Cái sang cùi đè sang đĩa này cũng là đeo rê. Nên tóm lại con xe này toàn đồ đeo rê. Đố các bạn kiếm được đồ nào khác ngoài Shimano đeo rê. Bộ đè này, hàm thắng này. Đó. Đùm trước đùm sau. Đây nha, cái này nhìn rất rõ nha các bạn, đang ở số 2 nhé. Rồi, xuống số 3 nhé. Lên số 2 lại. Đấy. Lên số 1. Đấy, các bạn thấy không? Ok không nào? Này, các bạn nhìn nó ôm này. Này. Cứ ngắc luôn này, đấy nhá. Cầm tay này kéo lên cứ ngắc này. Ừ. Còn mới lắm cái đĩa này còn mới, cái xích còn mới, nó ôm như vậy đấy. Này. Tách nhẹ cái được xuống nhé. Được không? Sướng lắm, tại đeo rê là sướng lắm. Bác nào mà muốn sở hữu một con mà toàn đồ đeo rê như thế này. Đấy. Chất không? Nhìn chất không? À. Ôm này. À. Không có động đậy nhé. Các bạn nào mà ở nhà đang có xe, các bạn thử cầm cái này kéo cho này. Cái này kéo không ra luôn này, cứ ngắt luôn này. Đấy. Cực chất. Đấy, các bạn cứ làm theo mình. Xe nhà các bạn lên cái đĩa lớn nhất, các bạn cầm lay lay xem nào, nó không chả kéo ra cả mấy ly ấy. Con này nó còn zin, cái răng đĩa nó sâu, nó to, nó đẹp, nó ôm đít cực kỳ. Rồi bây giờ đến cái khoản test nhé. Đây, lùi ra đây tí test cái. Mình đang quay ngoài này, ngoài trời cho nên là nó rồi, đang chỉnh cái máy cho nó, để xa quá thì không được. Rồi, đang... đấy, cây nó quay được. Đây, đùm đeo rê đây. Nói thật với các bạn, nếu các bạn chưa chạy hoặc là chưa sử dụng cái bộ đè đeo rê xịn bao giờ, thế thì các bạn chạy nó một sự khác biệt cực kỳ lớn luôn so với những cái bộ mà group thông thường. Giá con xe này cực kỳ ổn luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn á, mà hiếm nha, cái dòng mà con xe nào mà toàn full đeo rê này cực kỳ hiếm luôn.
cái lá cây nó, cái cánh cây nó chọc cho nó cán mà nó vẫn không quay đó. Trớn cực ngon, chạy sướng lắm. Cho nó dừng nha các bạn, cho nó dừng ha, để nó quay hoài. Đấy, sườn nhôm, phục nhún nhôm, vành nhôm đó. Đây, vành nhôm toàn bộ, mình nhắc lại nhé, size sườn 45 toàn bộ group, đeo rê hàm thắng trước sau đeo rê, đùm trước sau đeo rê. Như vậy thì như chúng ta biết thì nó toàn bộ là full đeo rê hết rồi đó. Đây, con xe nó đây, nhìn cực kỳ hoành tráng nhé, bệ vệ đi, dáng xe rất ngầu. Thương hiệu này của Canada nha các bạn, Canada xuất Nhật. Rồi, bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Bạn nào mà thấy con xe này ok thì đây, gọi ngay 0939086797 để chốt đơn. Còn bây giờ mình xin dừng video ở đây.